Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình giới thiệu cho anh em hai cái mẫu thùng của hãng Encore. Trong đây nó có cái mẫu thùng này đang khuyến mãi rất là tốt nè anh em. Còn mẫu thùng này thì trước giờ mình đã bán khá là lâu rồi ha. Giới thiệu lại cho anh em mẫu này thôi. Mẫu này thì nó tương đối là lớn. Cái phần như mẫu lớn như này á, anh em ít ai mà xách đi công trình đó, mình để nhà mình chứa đồ ha. Nó thuận tiện cho mình. Nha. Bây giờ mình giới thiệu vào cái mẫu nhỏ trước nha. Mẫu nhỏ này thì đang khuyến mãi rất là tốt, chỉ có 150 ngàn thôi. Những cái mẫu thùng mà những cái hộp mẫu thùng mà nó nhựa trong như này anh em, là loại bằng nó làm một loại nhựa cao cấp nên giá nó khá khá là mắc nha. Đó, mà cái là cái hộp cái thùng như này nó có đang một cái ưu điểm nè. Thiết kế bên trong á là thiết kế để chúng ta đựng những cái đồ nhỏ 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 được nha. Thì cái này nó có cái size là 15 inch, 38 cm nha, chiều dài là 38 cm, chiều rộng là 20 cm và chiều cao là 16.5. Hàng của Encore có mã là A320105, giá chỉ có 150 ngàn thôi. Cái ưu điểm của thùng này là gì? Thứ nhất là nhựa trong, anh em nhìn được bên trong thấy là cái gì. Cái thứ hai nữa là đây, ở trong đây nó được thiết kế là nó tới hai cái ngăn nè, mỗi ngăn để ta chứa những cái đồ nhỏ 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 nữa không. Anh thấy cái nhựa xịn nghe không? À, nó phải là nhựa đen mà nó mềm mềm luôn nha. Đây là nhựa xịn anh em biết. Ngoài chúng ta đựng đồ nghề, đựng ốc vít, nó có thể đựng những cái đồ mỹ phẩm gì đó ha, để chúng ta đi làm móng, làm neo gì đó anh em ha. Nó nhỏ, nó gọn, ta dừng nó dễ nhiều đây để kìm kéo gì đó ha. Đó, một ngăn đây nè, đó ha, một ngăn nè, ngăn thứ hai nè. Ngăn thứ hai có thể đựng những gì gì nè ha, rất là nhiều ngăn này, ngăn dài đó. Thì cái ngăn này, hai ngăn này nó được xếp chồng lên nhau như thế này đây đó, thiết kế như thế này nè, thuận tiện vô cùng luôn ha. Rồi từ cái ngăn này trở đi á, thì nó sẽ xuống từ mép trên này xuống, thì nó sẽ để nó vừa khớp với cái từ mép này lên nè. Vậy cái thùng này á là nó thiết kế là ở dưới đây chúng ta có thể để lên tới mép này được nha, để lên tới mép này nè, để đồ lên tới mép này, bởi vì khi chúng ta bỏ đồ vô anh em nhìn thấy nó chỉ ngang tới đây thôi chứ nó không sâu xuống ha. Rồi về cái chiều dài của cái thùng này á, là nó là 34 nha, dài 34, chiều rộng của nó đây là 14 và chiều cao lên tới cái mép là 9,5, tới mép này thôi nha anh em, 9,5 và khi là chúng ta phải bỏ này vào được nè. Nó anh em bỏ này vào như thế này đây thì nó sẽ bằng mép này thôi, đây nè, tới đây ha là 9,5 nè, để chúng ta đựng đồ khá là nhiều luôn chứ nó không có sâu xuống tới dưới ha. Rồi đó là về cái thùng này nha, chỉ có 150 ngàn thôi, giá rất rẻ nha. Cái này số lượng cũng giới hạn anh em á, anh em mà mua thì mình tranh thủ. Và đây là cái nắp nhựa bên trong ha, làm cũng rất là đẹp. Ok ha. Rồi 150 ngàn cho cái hộp nhựa này. Cái hộp này mình đo từng ô cho anh em nè, ô bên đây là 10 nè ha, bên đây là 10 nè, bên đây là 13 nè, bên đây cũng là 10 nè nha. Và chiều rộng của nó là 14.5, chiều cao nó 2,5 nè, 2,5. Khi ta để như thế này ốp lên, ốp lên là vừa vừa khít luôn nha anh em ha, vừa khít luôn đó. Rồi ở dưới nha, ô khá là dài luôn nha, rất là to, dài nhất cái này cũng đây cũng đã là 30, cái này là 35 ha, 35 mấy, gần 36 nè ha. Đó, cái mép ở trên đó nè nha, đó khá rộng. Rồi nha, 150 ngàn cho cái hộp này. Anh em mua về mình có thể đựng gì để mình đựng nha, cảm thấy nó phù hợp với công việc hoặc gia đình mình thì mình mua. Rồi kế tiếp, trước khi qua thằng này mình nói, cái hộp này đang có khuyến mãi là 150 nha anh em. Thì hết thì cái lô này thì chắc mình tạm thời cái dòng này cũng chưa có về nha. Đó. Chứ không phải là giá nó là 150 thôi, trước nó cao hơn nha. Rồi kế tiếp đây là cái mẫu thùng đựng đồ nghề ha, nó được thiết kế rất là hay, chia thành hai phần. Anh em để ý nè, trang bị ở đây thì nó sẽ, đây thì nó có cái tay sách ha, tay sách này cái đầu này bằng nhựa, tay cầm này bằng nhôm, nó có chùm thêm ống nhựa nằm ở đây ha, đầu là bằng nhựa nè, thấy gạt lên gạt xuống ha. Rồi đó, anh em phải đưa vô nha, ra đưa vô ha, gạt lên gạt xuống như thế này đây, qua đây đưa vô và chúng ta phải kéo khóa ra nè, anh em kéo khóa ra, giật dở này lên. Đó thì ở dưới đây nó là một cái hộc nhựa đựng đồ nha. Hộc này khá là lớn anh em, cái thùng này về cái size nó mình đọc cho anh em nè, 61 nha, dài 61 nè, rộng 32.5 và cao 28.5. Nó tính phủ bì nha chứ không đọc lòng, đọc lòng nó thực tế nè, đọc lòng nó thực tế, chiều dài nhất luôn á là tới 57 anh em á, 56 57 góc rồi nè. Đó, còn nếu mà tính từ hai cái gù này đưa ra nè, hai gù đưa ra thì cũng là 54 nè nha. Còn bị lọt lòng bên đây thì nó sẽ có những bên một nhọt hẹp nhất của nó luôn là chỗ hẹp nhất luôn anh em là 10 18, và chỗ rộng nhất luôn ha, rộng nhất bên đây là chỗ 22.5 ha.
chiều cao khi mình để cái này lên em sẽ xài lên tới đây thôi, tầm khoảng 15-15.5 nha. Thì mình gài cái thùng kia vô rồi đây ha, thì mình gài cái này vô nè. Đó, anh em để vô như nè, đưa vô như vậy ha, là nó khóa lại đó. Thì đó là về cái thùng dưới nha, thùng dưới này là anh em đựng đồ thoải mái luôn nè đó. Nha, thoải mái luôn. Thiết kế cứng cáp nhựa này cứng nha, anh em mà cầm này biết. Giá là 680.000 cho cái thùng này nha. Thông thường mấy cái thùng này thì anh em để ở nhà thôi, nhưng ở nhà mình thì mình có tới hai cái thùng để đựng đồ, đựng máy, máy móc mình nhiều, này đựng máy khoan, máy mài, máy cưa, máy cắt gì đó, mình dồn như hai cái thùng rồi chồng nó lên, khi nào mà xài cái gì thì lấy cái đó ra xài, chứ anh em để một cái thùng nhiều lúc chứ không hết rồi, đồ nhỏ nữa nha. Rồi đó là về bên dưới đây ha. Bên trên nó có gì đây? Bên trên thì anh em gài nè, có hai cái ngàm đây nè, chúng ta đưa vô ha, gài vô là xong. Bên trên thì ở trên đây nó sẽ có hai cái bát nhựa nè, chúng ta mở ra nha. Ở trong đây thì nó rất là nhiều đồ, ba cái ngăn này ta tháo được luôn, ba cái ngăn này nè tháo ra được ha. Đó thì cái ngăn này rất là dài luôn anh em, chung dài lắm này, tới 50, nếu mà tính cái lọ chỗ mà dài nhất đi em á là nó tới gần 60, được 59 phẩy mấy nữa nè nha, gần 60 lượng. Có hai cái gù đây thì nó nhỏ hơn chút, cũng bè bè cũng 56 năm nha. Và điều đặc biệt ở đây nó có hai cái ô nhỏ nè, đây nè, gỡ ra đây, hai cái ô nhỏ này anh em muốn đựng cái gì trong đây mình đựng nè. Nó thiết kế thêm ba ngăn nhỏ nữa, ngăn nhỏ ba ngăn này thì cố định không dịch chuyển được nha. Ví dụ chúng ta đựng cái gì đó, chúng ta cần đựng gì đó, chúng ta đựng trong đây nha, đựng thêm mấy ngăn nhỏ nữa nè, nó thiết kế hay ha. Rồi trên đây thì có ba cái này gỡ được hết luôn, ta sẽ đựng dài nguyên cái hòn này luôn đó. Và cái map nắp ở trên thấy không, cái xương rất là nhiều nè, cái xương này nè, mỗi một cái răng này là thiết kế xương rất là nhiều xương, để chi nó cái nhựa thiết kế xương cho nó cứng vậy anh em ha. Đó, anh em nhìn cái nắp xương nè nha, nó vừa xương thẳng, xương dọc, xương chéo nữa nha. Đó, nó tới ba loại xương lận ha, xương ngang nè, xương đứng nè, xương chéo nè, thiết kế cho cái nắp này nó cứng nè, nắp này nó cứng lắm nha, xương vậy thiết kế cho nó cứng gì đó. Rồi chỉ có 680.000 cho thùng như thế, giá là giá tại cửa hàng, chưa gặp ship nha. Bát thì bát kim loại gắn vô ha. Ok, không phải ngày này vô được nha. Rồi ở dưới đựng đầy, đựng đồ dày ha, ở trên đựng cái này, nó tiện lợi cực kỳ luôn đó anh em ha. Không thì mình xách đi đây. Ok rồi, bên hông đây nha, nó hai lớp ha, lớp trên nó khác, lớp dưới nó khác. Rồi 680.000 thôi, anh em nhu cầu mua thì mình thấy ghé cái hàng mua nha. Đó. Còn cái thùng này thì nó là 150, thùng này còn 150. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới được mua hàng, giá tại cửa hàng chưa còn ship nha. Một nửa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.